Bài Kinh Pháp Sư Tamachaloka Thipati Sahampati Katatan Chali Antivaram Anya Chata Sanchamita Sattaparajap Kachatika Ese Tuthamma Anukamdima Pacham Sattamma Peri Vinayam Jakayam Sutam Jabantam Afitam Majamam Ako Tanyanto Jantusajarandam Ako Tanyanye Parisayamakche Ewam Sampate Brahma Pagawantam Aya chata tu ni pha we da ta bu tho ka lam ye na di wa sa ya ta ta bu tha ya ma de na di ga da jam pa to ga to ba ta cha wa ya da yo na ye am ma ma pa je si tham ma to ta to pa pu de sa pu no อนุนาธรรมเดสะนังมะคะวะสะนิเอเสสิสะตะตะนาทาสิทธะกะนังเตนะสาธุอะริโยภันเตเดเสตุธัมมะเดสะนังสัพพายิทาปะริสายะอนุกัมปันติกะตะ Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Các bạn học viên lớp diệu pháp cơ bản xin càng nghiêm thân khẩu ý thành tâm tri ân sâu sắc đến quý chư tăng thầy tổ các vị trưởng lão đáng tôn kính còn tại thế hay đã quá vãng đã có công truyền bá giảng dạy cho pháp nhưng cầu cho thiện nghiệp phát sinh từ nhân lành kề dựng lớp học và giảng dạy cho pháp sẽ mang lại quả sức khỏe, sự an vui và mọi thành tựu viên mãn cả hai mặt đời lẫn đạo cho thầy hoàn đạo. Ban tổ chức lớp học xin được cảm ơn sự có mặt không bỏ buổi và tinh thần học tập nghiêm túc, tha thiết kiên trì của các bạn hữu trong rừng.
Xin hoan hỷ tới tất cả những nỗ lực của các bạn và những nỗ lực học tập của tất cả các bạn trong rừng. Cầu cho phước khí thanh tịnh từ việc học pháp nghe pháp sẽ mang lại quả an lạc vượt thoát phiền não, không bị đọa vào bốn đường ác đạo và sự thành tựu chánh trí cho tất cả. Kính thưa thầy, hôm nay là ngày Chủ nhật 31 tháng 5 năm 2020, là buổi học thứ 79, sĩ số học viên của lớp là 15. Các nghi thức trước khi vào lớp, sĩ số lớp học là 15. Sư Linh có xin thầy được nghỉ một tháng để dự khóa thiền và học giới. Nếu mà được, sẽ xin xuất gia tỳ kheo trong tháng 7. Các nghi thức trước khi vào lớp đã xong. Kính mời thầy quan hỷ lên lớp. Chúc cho các bạn có một buổi học được nhiều sự chánh niệm và lợi lạc. Nam mô Bụt Thầy nhé, Nam mô Tham Ma nhé, Nam mô Sư Thầy nhé. Thân chào tất cả quý vị. Nghe Sư Linh nói sắp xuất gia thì cô rất là xa lối ha. Bây giờ tu học một tháng rồi xuất gia thì cô luôn. Nguyện cho Sư Linh được viên mãn ý nguyện của mình, thành tựu những pháp cao thượng. Kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta chuẩn bị học tiếp phần cảnh còn lại là phần chót ha. Học xong rồi chúng ta sẽ đưa đi qua một cái bài khác. Hôm nay Đông Triều sẽ post bài mới, bài để cho tuần tới mà học. Để mình đọc trước và mình biết trước sơ sơ ha, rồi sẽ học sau. Trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau chắp tay đảnh lễ tam bảo tóm tắt. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Sakhayavato arahato samma sambuddhassa. Arahaṃ samma sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādayami. Svakkhato bhagavatā dhammo dhammaṃ namassāmi. Suppatipanno bhagavato savakassangho sanghaṃ namāmi. Samma sambuddhammatulaṃ sassaṃ mahanuttamaṃ abhivādayapāsesaṃ abhidhammassangaṃ. Con xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cả quý. Con xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma. Rồi, để bắt đầu chương trình, chúng ta cùng nhau quan hỷ đưa tay từng tự lên để đọc một cái bài mới ha, để có được nhiều lợi lạc và chuẩn bị trước tinh thần để cho buổi học kế tiếp. Rồi, xin mời Đông Triều post bài. Chào thầy, xin chào cả lớp. Tôi cũng xin đọc bài. Tôi hiểu về căn vật quát thú sanh cái hồn đoạn một.
vật thu sanh ca hề vật thu ni na chắc thu sô tất kha na chiều hà kha giá đá vật giá vật thu trà tí chắc bi thà ni sa hoàn tí. Trong tóm lược về những căn trú vật có sáu loại là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý vật. Tà ni ca ma lô kê sắp bà ni tí lắp bà ni rù bà lô kê bà ná hà nà bí tá dân nà tí a rù bà lô kê bà ná sắp bà ni tí ná sầm bít chàm tí. Tất cả những loại này cũng vậy, ngoại lệ như câm, mù đều nằm trong dục giới. Nhưng trong sắc giới không có ba căn tỷ thiệt thân. Trong cảnh vô sắc giới không có căn nào. Tát há bành cha huỳnh ngà na thà tu vô giá thà giá thắc ca mằng e căn tề na bành chá bát xà đá quách phù ní nít xà về quá bát quách tàn tí bành chá đò ra quách chá ná sầm bá tít chá ná sàn khà tá bá ná mê nô thà tú chá há đá dần nít xà về quá bá phá bá quá tàn tí tát hà áo xề nà bá ná mê nô quỳnh nhà ná thà tú sàng khà tá chá sàng tí ra ná ma hà u pa ca pa ti khà quá giá ba quá ba ba tha ma mắc ga ha sa ná ru pa quá chá ra quá xề ná ha đa dằng ni sa về quá ba quá tàn tí. Nơi đây năm thành phần của ngũ song thức hoàn toàn tùy thuộc nơi năm phần nhạy sắc thần kinh của bộ phận tương ứng làm căn trú cho năm thức ấy. Nhưng ý giới tức ngũ môn hướng tâm và hai tiếp thọ tâm tùy thuộc nơi ý căn. Cùng thế ấy, những thành phần tâm còn lại bao gồm tâm quan sát, tâm đại quả, hai loại tâm đồng phát sanh với sân, tâm sơ đạo, tiếu sanh tâm và những loại tâm thuộc sắc giới tùy thuộc nơi ý căn. Đoạn 2. Awase sa ku sa la ku sa la kriya nuttara wase napana hissa ya va anissa ya arupa utba ka wase na da yang anissa ye va ti. Những loại tâm còn lại, giàu thiện, bất thiện, di tác hoặc siêu thế đều hoặc tùy thuộc hoặc không tùy thuộc nơi ý căn. Những tâm quả thuộc vô sắc giới không tùy thuộc nơi ý căn. Cha quách thù nít chí tà cà mê sách tá rù bề cha túc bích thà tí quách thù nít chí tà rút bề thà tuệ ca nít chí tà mát tà tề chát tà lì xá nít xà giá đuệ chát tà lì xá chà quá rệ nít xà giá chá á nít xà giá tà ca rút bà á nít chí tà tí. Phải nên hiểu rằng trong dục giới bảy phần tâm, năm ngũ song thức. Ngũ song thức cộng kháng ngũ môn cộng ý thức giới tùy thuộc nơi sáu căn. Trong sắc giới bốn nhãn thức, nhĩ thức, ý giới, ý thức giới tùy thuộc nơi ba căn nhãn, nhĩ, ý căn. Trong vô sắc giới chỉ đơn giản có một thành phần tâm là ý thức giới,
không tùy thuộc nơi căn nào. 43 loại tâm phát sanh tùy thuộc nơi một căn. 42 phát sanh không tùy thuộc hoặc tùy thuộc nơi một căn. Những tâm quả vô sắc phát sanh mà không tùy thuộc căn nào cả. Xin hết. Xin chào thầy, chào cả lớp. Nó đã trình đọc bài. Vát thú sang giá hô, góp yếu về căn vật. Đoạn 1. Vát thú sang giá hai, vát thú ní ma, má chắc, cúi sô, tá kha, ná chiều hà, cà giá há đái, giá vát thú trà tí. Chát ni thà ni phá hoàn tí. Trong tóm lược về những căn trú vật có 6 loại là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý vật. Tà ni ca ma lô kê sáp bà ni bí lát hoàn tí ru ba lô kê ba ná kha na ít tá dằn nát thí a ru bà lô kê bá ná sáp bà ní tí ná sằng giúp chàm tí. Tất cả những loại này cũng vậy, ngoại lệ như câm mù đều nằm trong dục giới, nhưng trong sắc giới không có ba căn tỷ thiệt và thân. Trong cảnh vô sắc giới không có căn nào. Tát thá bàn gia vinh nhà ná thà tu vô gia thà thắt ca măng ê càn tê ná bàn chá bá xà đá quát thù ní nít xà về quá bá quát tàn tí bàn chá đò ra vắt chá ná xàm bá tích chá ná sàn hà cá bánh ná má đồ hà tú chá há đá dằn nít xà về quá bá quát tàn tí bá thà áo quá xề quá xà bá ná má nồ vinh nhà ná hà tú sàn hà bá chá sàn tì giá ná ma hà quý bà cá bá tí khá quá giá bá thá má mắt giá há xá ná rù bà quá chá rá quá xề ná há đá dằn nhít xà về quá bá quá tàn tí. Nơi đây năm thành phần của ngũ song thức hoàn toàn tùy thuộc nơi năm phần nhãi sắc thần kinh của bộ phận tương ứng làm căn cứ cho năm tích ấy. Nhưng ý giới tích ngũ môn hướng tâm và hai tiết thọ tâm tùy thuộc nơi ý căn. Cùng thế ấy, những thành phần tâm còn lại bao gồm tâm quan sát, tâm đại quả, hai loại tâm đồng phát sanh với sân, tâm sơ đạo, tiếu sinh tâm và những tâm loại thuộc sắc giới tùy thuộc nơi ý căn. Đoạn 2. Á quá xê xa, cú xa là, cú xa lá rí già, nút ta rá, quá xê ná, bá ná, nít xa, giá quà, á nít xa, giá à rút, bá quý bà cá xê, quá xê ná, há đá dằn, á nít xa, về quà tí. Trong nội tâm còn lại, dầu thiện hay bất thiện, di tác hoặc siêu thế đều
hoặc tùy thuộc hoặc không tùy thuộc nơi ý căn. Những tâm quả thuộc vô sắc giới không tùy thuộc nơi ý căn. Chá quá thù nít si ta ca mê sát tá ru bê chá tức bí thà chí quá thù nít si ta ru bê thà tuệ ca nít si ta má ta tê chát ta lì xá nít xa giá đê chát ta lì sát cha quê quá rê nít xa giá chá a nít xa giá bà ca rúp bà a nít xí ta tí. Phải nên hiểu rằng trong dục giới bảy phần tâm ngũ song thức cộng kháng ngũ môn cộng ý thức giới tùy thuộc nơi sáu căn. Trong sắc giới bốn nhãn thức nghĩ thức ý thức giới tùy thuộc ba nơi ba căn nhãn nghĩ ý căn. Trong vô sắc giới chỉ đơn giản có một thành phần tâm ý thức giới không tùy thuộc căn nào. 43 loại tâm phát sanh tùy thuộc nơi một căn. 42 tùy thuộc hoặc tùy thuộc nơi một căn. Những tâm quả vô sắc phát sanh mà không tùy thuộc căn nào cả. Xin hết. Dạ con Đông Triều, kính chào thầy và kính chào cả lớp. Con xin đọc bài. Quách thu sang ga hồ, bắt yếu về căn vật. Đoạn 1. Quách thu sang ga hề, quách thu ní nà má chắc khu sô ta khà ná chiều hà. Khai già ha đa gia quách thu trà tí, chắc bí thà ní phá hoành tí. Trong tấm lược về những loại những căn trú vật có sáu loại là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và ý vật. Ta ni kha ma lo khe sắp bà ni pi lắp phần ti rù pa lo khe pa na kha na đít ta dần nát thí ha rù pa lo khe pa na sắp bà ni pi na sang đít thành tí. Tất cả những loại này cũng vậy, ngoại lệ như câm mù đều nằm trong dục giới, nhưng trong sắc giới không có ba căn tỷ thiệt và thân. Trong cảnh vô sắc giới không có căn nào. Tát tháp bành cha huỳnh nhà na thà tu dồ gia thà gia thất ca mằng ề càng tề na bành cha bá xà đa quách thù xà về quá ba quách tần tí phần cha đòa ra quách cha na sầm phát tích cha na sầm khà ta pa na ma nô thà tu cha ha đa dần nít xà về quá ba quách tần tí ta thà a quá xề xà pa na ma nô quỳnh na thà tu sầm khà ta cha sầm tì ta na ma hà quý bà ca pa tí ca quá giá pa tha ma mắt ca ha sa na ru pa wa cha da wa se na ha da yang nít ta về wa pa wa tan ti. Nơi đây năm thành phần của ngũ song thức hoàn toàn tùy thuộc nơi năm phần nhảy sắc thần kinh của bộ phận tương ứng làm căn trú cho năm thức ấy. Nhưng ý giới thức ngũ môn hướng tâm và hai tiếp thọ tâm tùy thuộc nơi ý căn cùng thấy ấy. Thành phần tâm còn lại bao gồm tâm quan sát, tâm đại quả, hai loại tâm động phát sanh với tâm với sân, tâm sơ đạo, tiếu sanh tâm và những loại tâm thuộc sắc giới, tùy thuộc nơi ý căn. Đoạn 2. Awase sa kusala kusala kriya nuttara wase napananitsa yawa anitsa yaa rup pa wi
pa ca wa se na ha da yang anit sa ye wa ti. Những loại tâm còn lại dầu thiện bất thiện di tác hoặc siêu thế đều hoặc tùy thuộc hoặc không tùy thuộc nơi ý căn. Những tâm quả thuộc vô sắc giới không tùy thuộc nơi ý căn. Châu bách thù nít si tà khà mẹ tất tá dù về cha tất bi thà ti bách thù nít si tà rút về thà tuệ cả nít si tà ma tà tề chất tà lì ta nít tà gia đề chất tà lì sa chà qua đề nít sa gia chà anít sa gia bác bà cà lúc bà anít si tà tí. Phải nên hiểu rằng trong dục giới bảy phần tâm ngũ tâm thức cộng ngũ môn khác ngũ môn cộng ý thức giới thì thuộc nơi sáu căn trong sắc giới. 4. Nhãn thức, ý giới, ý thức giới tùy thuộc nơi ba căn, nhãn, nhĩ, ý căn. Trong vô sắc giới chỉ đơn giản có một thành phần tâm là ý thức giới, không tùy thuộc nơi căn nào. 43. Loại tâm phát sanh tùy thuộc nơi một căn. 42. Phát sanh không tùy thuộc hoặc tùy thuộc nơi một căn. Những tâm quả vô sắc phát sanh mà không tùy thuộc căn nào cả. Dạ, con đã đọc xong, nghe xin xuống mức. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Kính đảnh lễ thầy kinh, kính chào cả lớp. Và sau đây con xin đọc bài. Quát thú sang gá hô, toát yếu về căn vật. Đoạn 1. Quát thú sang gá hê, quát thù ní, nà má chắc khú sô tá, khà ná chiều hà cà giá há đá giá quách thú chà tí cháp bì thá ní pha hoàn tí. Trong tóm lược về những căn trú vật có sáu loại là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý vật. Ta ní cà má lô kê sắp bà ní pí làm pha lắp lắp phàn tí ru ba lô kê bà ná khà nà đi tàn ta dầm nà ná thí á ru bà á ru bà lô kê bà ná sắp bà ní bí ná sầm quý dành tí. Tất cả những loại này cũng vậy, ngoại lệ như câm, mù đều nằm trong dục giới. Nhưng trong sắc giới không có ba căn tỷ, thiệt và thân. Trong cảnh vô sắc giới không có căn nào. Tá thá bàn chá quyền nhà ná thà tu dồ giá thà ca măng ế càng tề ná bàn chá bá xà đá
quá thù ní ní xà về quá ba quá tàn tí bàn cha đò ra quá cha ná sầm bát tít cha sầm bát tít cha ná sằng khà tá bà ná má nồ thà tú cha há đa dầm ní xà về quá ba hoàn tàn tí tát thà á quá xế xà bà ná má nồ quyền nhà ná thà tú sằng khà tá chá sàn tì ra ná ma hà quý bà cá bá tí gào quá giá bá thá má măng bá thá má 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 gà gá á sa ná rù bà quá chá rá quá xế ná há ra dầm ní xà về quá bá quá tàn tí. Nơi đây năm thành phần của ngũ song thức hoàn toàn tùy thuộc nơi năm phần nhạy sắc thần kinh của bộ phận tương ứng làm căn trú cho năm thức ấy, nhưng ý giới tức ngũ môn hướng tâm và hai tiếp thọ tâm tùy thuộc nơi ý căn. Cùng thế ấy, những thành phần tâm còn lại bao gồm tâm quan sát, tâm đại quả, hai loại tâm đồng phát sanh với sân, tâm sơ đạo, tiếu sanh tâm và những loại tâm thuộc sắc giới tùy thuộc nơi ý căn. Đoạn 2. Á quá xế xà, cú xá là, cú xá lá, rí già, nú tá rá, quá xế ná, ba, ba ná, ní xà giá, và á ní xà giá, Aruba quý bà cá quá xê ná há đa dầm anisa dê hòa tí. Những loại tâm còn lại dầu thiện bất thiện duy tác hoặc siêu thế đều hoặc tùy thuộc siêu thế đều hoặc tùy thuộc hoặc không tùy thuộc nơi ý căn. Những tâm quả thuộc vô sắc giới không tùy thuộc nơi ý căn. Chá quách thu ní xí tà cà mê sát tá rù bê chát túp bí thà tí quá thù ní xí tà rù bê thà tuê ca ní xí tà má tà tê chát tà lý xá ní xá giá đuê chát tà lý xà chà quá rề ní xà giá chá a ni sa ya ba ca ru ba a ni si ta ti. Phải nên hiểu rằng trong dục giới bảy phần tâm năm thức kháng ngũ môn ý thức giới tùy thuộc nơi sáu căn. Trong sắc giới bốn nhãn thức nhĩ thức ý thức giới tùy thuộc nơi ba căn nhãn nhĩ ý căn. Trong vô sắc giới chỉ đơn giản có một thành phần tâm ý thức giới không tùy thuộc nơi căn nào. 43 loại tâm phát sanh tùy thuộc nơi một căn, 42 phát sanh không tùy thuộc hoặc tùy thuộc nơi một căn. Những tâm quả vô sắc phát sanh mà tùy thuộc mà không tùy thuộc vào căn nào cả. Còn nữa không Đông Triệu? Dạ, kính cảm ơn thầy, cảm ơn cả lớp, xin xuống mic. Dạ, con kính chào thầy Kinh, con xin chào cả lớp ạ. Con xin đọc ạ. Quách thú săn gá hồ, tốt yếu về cân vật. Đoạn 1. Quách thú săn gá hề, quách thú nì nhá mà, chát khú sô tá gá nà, ý hà kê dạ, há, đá giá bát thú, chá tì chấp bí, tò hón tì bà ván tì. Trong tóm lược về những căn chú vật có sáu loại là nhãn, nhĩ, tỷ,
thiệt thân và ý dẫn. Tha ni ca ma lô kê sắp bá ni bí lắp bòn thi u bá lô kê bá nhà gà nhá đi tí đi gà ná đi tí dòng ná thi a vú bá lô kê bá nhà sắp bá ni bí nhá sầm ví chán thi. Tất cả những loại này cũng vậy, ngoại lệ như câm mù đều nằm trong dục giới, nhưng trong sắc giới không có ba căn tỷ thiệt và thân, trong cảnh vô sắc giới không có căn nào. Tá thà bá trà ví nhà ná đò tú dồ dách há cá mặn ý cá thề nhá bán trà bá xà đá vách thú ní ní xá dề vá ba văn thân ba văn thân ba văn thân thì bàn chá đồ ra quá chá nà sầm bát chít chá nhà sầm khát tá ba nhà má nổ há thu chá há đá dầm nít xá dế bà ba văn thân thì tá thà avasi sa ba nhà ma nô vinh nhà nhá đồ thú sằng khát sằng khát ta chá sằng tí ra nhà ma ha vít bà cá bát tí gần quá già ba thà ma ma gá ha sa ná rù ba ba cha ra ba xí nhà hà đá dầm nít xà dế và ba quá thàn thí. Nơi đây năm thành phần của ngũ song tức hoàn toàn tùy thuộc nơi năm phần nhại sắc thần kinh của bộ phận tương ứng làm căn chú cho năm tức ấy, nhưng ý giới tức ngũ môn hướng tâm và hai tiếp thọ tâm tùy thuộc nơi ý căn. Cùng thế ấy, những thành phần tâm còn lại bao gồm tâm quan sát, tâm đại quả, hai loại tâm đồng phát sanh với sân, tâm sơ đạo, tiếu sanh tâm và những loại tâm thuộc sắc giới tùy thuộc nơi ý căn. Đoạn 2. Ava si sa ku sa la ku sa la ki ki ya nút ta ra va si nhà ba nhà nissa ya và anissa ya arupa vi ba ca và si nhà ha đã dầm anissa ye vati. Những loại tâm còn lại dầu thiện bất thiện di tác hoặc siêu thế đều hoặc tùy thuộc hoặc không tùy thuộc nơi ý căn. Những tâm quả thuộc vô sắc giới không tùy thuộc nơi ý căn. Chà vá thú nì sĩ tá cà mê sá tá rú bề chát tú bít thà tí quách thú nì sĩ tá rú bê đò về cá nì sĩ tá má tà tề chát tá lý sá nì sá già tó chát tá lý sa ya va re ni sa ya cha a ni sa ya ba ka u ba a ni si ta ti. Phải nên hiểu rằng trong dục giới bảy phần tâm ngũ song thức cộng kháng ngũ môn cộng ý thức giới tùy thuộc nơi sáu căn. Trong sắc giới bốn nhãn thức nhĩ thức ý giới, ý thức giới tùy thuộc nơi ba căn nhãn nhĩ ý căn. Trong vô sắc giới chỉ đơn giản có một thành phần tâm, ý thức giới, không tùy thuộc nơi căn nào. 43. Loại tâm phát sinh tùy thuộc nơi một căn. 42. Phát sinh không tùy thuộc hoặc tùy thuộc nơi một căn. Những tâm quả vô sắc phát sinh mà không tùy thuộc căn nào cả. Dạ, con xin xuống bích lạc, xin cảm ơn ạ.
Nam mô Bụt Thầya, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sangkaya. Dạ con kính đảnh lễ thầy và con kính kính chào đạo tràng. Con xin đọc đoạn 1. Đọc hết đoạn 1 và đoạn 2 hơi dài cho con, hành nay con xin đọc đoạn 1 thôi. Và vị khác lên có thể đọc đoạn 2 giùm cho con. Dạ. Con xin đọc. Vattu Sangaho toát yếu về căn hoặc gọi là Phật. Đoạn 1. Vattu Sangahe Vattu Ni Na Ma Chat Kuso Ta Ga Na Vi Wa Na Vi Wa Kaya Hat Kaya Vattu Cha Ti Chat Chap Pitha Ni Ba Wan Ti. Trong tóm lược về những căn trú vật có 6 loại là nhãn, nhĩ, tỷ, trực, thân và ý vật. Ta nít hà ma lô kê sắp bà ni pi lắp bàn tí rù ba lô kê bát nà gà nà tít tạ dần nát tí a rù bô kê bát nà sắp bà ni Thi na sam vich chan ti. Tất cả những loại này cũng vậy, ngoại lệ như căm, mù, vân vân, đều nằm trong dục giới. Nhưng trong sắc giới không có ba căn tỷ, thiệt và thân. Trong cảnh vô sắc giới không có căn nào. Tát tháp bàn cha huynh nhà nát tà tu dô Yata yatak kamang e tang e kang te napan cha pa sa dawat tu ni nisa ye wapat watan ti pan cha dwa ra wat chan chana sam patit chana sang kha pana pana mano dwa tu cha hata yang nisaye wapa watanti tatha awase sa pana mano vinya nada tu sang kha tatcha santi rana maha vipa Kapatika Vaya Patama Magakha Hasana Rupa Vachara Vase Naha Dayam Nisaye Vapa Vatanti. Nơi đây năm thành phần của ngũ song thức hoàn toàn tùy thuộc nơi năm phần nhạy sắc thần kinh của bộ phận tương ứng làm căn chiếu cho năm thức ấy. Nhưng ý giới tức ngũ môn hướng tâm và hai tiếp thọ tâm tùy thuộc nơi căn, nơi ý căn, tùy thuộc nơi căn. Cũng thế ấy, những thành phần tâm còn lại bao gồm tâm quán sát, tâm đại quả, hai loại tâm đồng phát sanh với sân, tâm sơ đạo, tiếu sanh tâm và những loại tâm thuộc sắc giới, tùy thuộc nơi ý căn. Dạ, con xin xuống mấy cái.
Nam mô Bố Đà Gia, Nam mô Tam Ma Gia, Nam mô Sang Ngã Gia. Dạ con không thấy ai lên hết thì con xin đọc tiếp. Đoạn 2. Awase sa kusala kusala kriya nuttara wase na panna nisaya wa anisaya arupa vipaka wase na hata yang anisaya vati. Những loại tâm còn lại giàu thiện, bất thiện, duy tác hoặc siêu thế đều hoặc tùy thuộc hoặc không tùy thuộc nơi ý căn. Những tâm quả thuộc vô sắc giới không tùy thuộc nơi ý căn. Chawattu nissita kame sattarupe chattupi bitha tivattu nissita rupe dva rupe dha veka nissita mata te chattali sanissaya yadve chattali lissaya lissaya ware nissayaca anissayapaka rupa anissitati. Phải nên hiểu rằng trong dục giới bảy phần tâm, năm thức cộng kháng ngũ môn cộng ý thức giới tùy thuộc nơi sáu căn. Trong sắc giới bốn nhãn thức nhĩ thức ý thức giới tùy thuộc nơi ba căn nhãn nhĩ ý căn. Trong vô sắc giới chỉ đơn giản có một thành phần tâm ý thức giới, không tùy thuộc nơi căn nào. 43 loại tâm phát sinh tùy thuộc nơi một căn, 42 phát sinh không tùy thuộc hoặc tùy thuộc nơi một căn. Những tâm quả vô sắc phát sinh mà không tùy thuộc căn nào cả. Dạ, con xin chân tất cả cảm ơn anh tổng Triều đã post bài. Hoặc tùy thuộc nơi một căn, những tâm quả vô sắc phát sanh mà không tùy thuộc căn nào cả. Dạ thưa con đã đọc, con cảm ơn thầy và cảm ơn Đông Triều đã post bài giùm. Dạ con xin phép được xuống mic ạ.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Ma, Nam mô Sa Ngã. Đây, các bạn sao hữu. Hà với lại Lý chắc không lên được ha. Hà đi mắc cỡ, Lý thì đang thụ băng. Đây, gì nghe rõ ha. Hello. Ok, rồi. Thì rồi là chúng ta học đến gì? Cảnh quá khứ, hiện tại, vị lai, đúng không? Trời, học luôn cả ba thời rồi. Cảnh quá khứ, hiện tại, vị lai rồi ha. Rồi bây giờ mình vô tới nhóm cuối cùng là nhóm F. Từ 18 đến 21. Nhóm F từ 18 đến 21. Cảnh ngoại thời. Cảnh ngoại thời. Ca la quý mút ta rầm mà nát. Ca la quý mút ta rầm mà nát. Số 18 đó. Điều ghi số 18 là cảnh ngoại thời. Ca la quý mút ta rầm mà nát. Ngoài thời là cái cảnh mà nó ngoài luôn cả quá khứ, hiện tại và vị lai. Rồi ngày xưa chúng ta học cái đọc cái phần này, ngoài thời sao đó, ngoài sao mà có quá khứ cũng có mà hiện tại cũng có, vị lai cũng có, vậy nằm đâu? Thắc mắc đủ thứ. Quá khứ, hiện tại, vị lai và ngoài cả ba thời luôn. Đó là cái những vấn đề mà chúng ta học vô đây, mình thấy có nhiều cái rất là độc đáo ha, rất là lạ, đưa cho chúng ta những cái tri kiến rất là mới, tạo nên những cái giống như là trong bộ não mình nó phát sinh những cái đặc biệt, mình suy nghĩ nhiều khi bình thường mình nghĩ không có ra nổi đâu. Rồi kính thưa quý vị, trong cái cảnh ngoại thời này cho chúng ta biết về cái chi pháp của nó đó. Thì nó có hai vấn đề. Chi pháp thì gồm có niết bàn và chế định. Là cảnh ngoại thời. Bây giờ ghi chi pháp, hai chấm niết bàn và chế định. Đó là hai cái chi pháp này là thuộc về cảnh ngoại thời. Thì niết bàn á, thì không thể nói là quá khứ, hiện tại, vị lai. Không thể nào xếp vô đó được hết, mà cũng không phải ngoại thời, cũng không phải là nội thời, cho nên mình không có được xếp vô vấn đề đó. Thì chi pháp nó nằm riêng biệt ra. Rồi chế định cũng vậy, chế định là cái gì mình đặt để ra, mình nương theo pháp chân đế, mình đặt ra tên này kia nó đủ thứ chuyện, mình đặt ra ngôn ngữ đủ thứ, thì đó là những cái pháp mà chế định mình đặt ra, thành ra nó không có thật, mà nó không có thật thì nó không có hiện hữu thật sự, cho nên nó không có thuộc về ngoại thời hay nội thời hay là quá khứ, hiện tại, vị lai hết. Cho nên chi pháp của cảnh ngoại thời chúng ta được xét ra biết là có niết bàn và chế định, bởi vì nó không có sanh và nó cũng không có diệt, nó không có thuộc về pháp của viên. Đó là ý nghĩa của cái cảnh ngoại thời như vậy. Rồi bây giờ thì chúng ta đi xuống cái vấn đề là biết cảnh ngoại thời nhất định, tức là biết cảnh ngoại thời này nhất định đó. Chắc chắn là nó biết được không? Có 61 tâm. Biết cảnh ngoại thời nhất định có 61 tâm. Mười lăm tâm sắc giới. Ba không vô biên xứ. Ba vô sở hữu xứ. Bốn mươi siêu thế. Bốn mươi tâm siêu thế.
Rồi, thì như vậy là biết cảnh ngoại thời nhất định cho biết là có 61 loại tâm biết cảnh ngoại thời nhất định. Thứ nhất là chúng ta lấy 15 sắc giới, 15 tâm sắc giới ra. Vì sao 15 tâm sắc giới này được gọi là biết cảnh ngoại thời nhất định quý vị? Vì lý do tại sao? Vì lý do gì mà chúng ta biết được 15 sắc giới này nó chỉ biết cảnh ngoại thời nhất định? Ủa sao em ru trơn rồi? Alo có nghe không? Alo 1 2 3. Nghe ok rồi. Sao lý do tại sao 15 đó mà biết cảnh ngoại thời nhất định? Lý do tại sao? Vì tâm tâm nó đại, tâm nó cái gì á, gì tâm đạo à, tâm đạo đại đâu, là phải tâm đạo đại, cái này nó phải tâm đạo đại. Đề mục chế định Kasina hoặc là những cái đề mục thuộc về tục đế, bắt cảnh tục đế làm đề mục. Đang nói 15 tâm sắc giới mà. Rồi, Kasina tức là ở đây 15 tâm sắc giới này bắt đề mục chế định. À, bắt đề mục chế định làm đối tượng để mà tu tập thành tựu được cái 15 tâm sắc giới này. Cho nên được xếp vào cảnh ngoại thời, bởi vì nãy chúng ta học chi pháp rồi, nó chế định là thuộc về ngoại thời. Thì 15 tâm sắc giới này biết cảnh ngoại thời, biết cảnh chế định được xếp vào ngoại thời. Đó là cái vấn đề mà chúng ta biết như vậy, chắc chắn như vậy không? Là nó biết chắc chắn là như vậy, nó không có biết gì khác ngoài cái đối tượng của nó. Cho nên 15 tâm sắc giới này được xếp vào thuộc về cảnh ngoại thời. Rồi, ba không vô biên xứ. Ba không vô biên xứ thuộc về, được gọi là sơ thiền sắc giới. Sơ thiền vô sắc giới. Ba không vô. Ba không vô biên xứ. Vì sao? Vì sao? Alo. Cũng vậy là sao? Cũng vậy là sao đây? Cái gì vậy? Trật rồi, ha, bắt trật chi pháp rồi. Ta không vô biên xứ, bắt đối tượng nào làm đối tượng để mà tu tập đây? Bắt quan tướng của ngũ thiền sắc giới. Chính xác, Kevin Kevinada nói chính xác ha. Bắt cái quan tướng đó rồi mới triển khai, nghĩ tới là không vô biên, không vô biên, không vô biên, mà bắt cái quan tướng ngũ thiền sắc giới. Chính xác là vậy ha. Bắt cái mình nói không trúng cũng kẹt. Rồi tới ba vô sở hữu xứ. Ba vô xứ thì bắt cái gì đây? Ba vô sở hữu xứ. Ba vô sở hữu xứ. Ba vô sở hữu xứ. Gì đấy? Bắt gì? Bắt GT là gì?
cái chuyện này. Quan tướng đâu có vô số xí sao bắt quan tướng được, như bắt lộn chi pháp được rồi. Ba vô sở xứ bắt lấy cái thức của biên xứ, nó đã thức biên xứ đã diệt mất à, thì khi thấy nó thức biên xứ diệt mất thì nghĩ đó là không có chi, không có chi, không còn gì nữa à, là lấy cái không, lấy cái thức của biên xứ đã diệt làm đối tượng à, mà nó suy diễn qua vấn đề là không có gì nữa, là không 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 à, hoặc là nó bắt lấy hư không, không của biên xứ cũng được à, có nhiều người trong quyển sách nó có bắt không của biên xứ rồi tưởng tượng suy diễn ra là không, không có gì, không có gì à, là hư không là không có gì đó, thì là hai cái cách mà để người ta nói về cái người mà tu tập về cái vô sở xứ à, thì cái này cũng là do à, sự mà chế định suy diễn để mà lấy đối tượng tu tập quan sát để cho nó là hư không à, là không có gì hết, hết. À, thì nó là cũng thuộc về cảnh ngoại thời rồi, nắm được lắm lại quý vị ơi, coi chừng lộn nha. À, giống như chánh tâm đi thiền ở bà ốc xong cái về cái nghĩ mình đắc được ngũ thiền không, giống ngũ thiền đắc được tâm không nữa, thành tựu được cứu cánh à, chánh tâm đúng rồi, vô sở xứ ba bộ sự bắt lấy cái thức quyền sứ nó đã diệt mất, cho nó suy diễn à, suy diễn rồi không có gì, không có gì à, tức là ba bộ sự sứ này bắt cái thứ nhì, bắt cái thề nhị thiền, nhị thiền của vô sắc giới, tức là à, thức quyền sứ, cái mà bắt cái thức quyền sứ đó à, suy mà không có gì hết, biến mất rồi không có gì, tu tập suy diễn và một là vô sự sứ, vô sự sứ không có gì, không có gì cả, nhiều mà bên bắt truyền và lấy đề mà niệm tâm không, niệm không 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 không, không có tâm gì đó, niệm mà niệm đó thì vô phương luôn, mà không có theo từng tự pháp thiền rồi nhảy ngang vô cái lên đại đạt với cái vô sở xứ, chuyện nó không có rồi, đó là xong cái phần vô sở xứ rồi. 40 siêu thế, tại sao 40 siêu thế? Tại sao biết cảnh ngoại thời nhất định lấy niết bàn làm đối tượng? Xa thấu 45 siêu thế này chỉ có duy nhất là cảnh đối tượng là niết bàn, mà niết bàn thì không có thuộc về quá khứ, hiện tại, vị lai. Niết bàn là ngoại thời, là vượt ra khỏi là cho nên đó là có được 31 tâm, 15 tâm sắc giới, 3 không vô biên xứ, 40 tâm siêu thế, là biết cảnh ngoại thời nhất định. Rồi quý vị nắm được chưa? Nắm được chưa thì mình thông qua. Được chưa? Hello, nắm chắc chưa? Tìm rồi rồi. Room hôm nay sao? Sao buồn ngủ hay sao? Sáng sáng sớm hay là bên kia tối buồn ngủ? Tìm rồi rồi. Hiểu không hiểu sao không thấy tâm tịnh như thế người ta bên nhóm mình đó hiểu không, chứ là bắt lộn như di pháp mà mệt đó, như Nguyên Trang à, Mỹ vân vân vậy đó. Đang ở đi bàn, đang lên tới đi bàn rồi. Rồi đi bàn ha, nó là nữa hả? Bây giờ thứ nhất là mình nói lại 15 tâm sắc giới nè, nói lại từ từ đi. 15 tâm sắc giới thì bắt đối tượng là chế định ha,
thứ tự ngay sẽ chế định để mà đắc thêm à, thì là 15 là sắc giới. Ok, rồi ba cái không vô biên xứ là cái không vô biên xứ bắt lấy đề mục quan tướng của ngũ thiền sắc giới à, rồi mới tu tập phát triển là đắc được không vô biên xứ, thì nó cũng bắt cái đề tượng đối tượng là chế định à, thì bắt cái quan tướng là nó xong cái suy diễn là cho cái quan tướng đi tưởng tượng tràn lan khắp vũ trụ, không không vô biên, không có gì giới hạn à, thì đó là cũng là giới định là do biến ha. Rồi ba cái vô sở hữu xứ này nó bắt lấy cái nhị thiền của không của vô sắc giới là tức là thức không? Bắt cái thức vô biên xứ nó đã diệt mất, thì cái thức vô biên xứ nó tu tập đắc xong nó diệt mất thì cái vị này mới quán cái sự diệt mất rồi suy diễn ồ chắc chắc không còn gì nữa, nó không có gì, nó mất mất trắng không có gì không, thì đó là không có sở hữu xứ. Cái vấn đề đó họ cho là lấy cái đó làm đề mục là vô sở hữu xứ, niệm không có chi không có chi không có chi à, hoặc là có những cuốn sách đó là bắt lấy cái không vô biên xứ tiên của cái vô sắc giới đó, bắt cái đầu tiên nó không vô biên xứ, rồi nghĩ nó không có gì, không gian là vô cùng, là không có gì trong trong không trong rỗng à, cũng hợp lý, rồi bắt cái hư không trống rỗng rồi không có gì à, cho là không có gì là thành tựu được cái vô sở hữu xứ, đúng chưa? Đó là hai cái đề mục mà để họ bắt mà suy diễn ra vấn đề. À, dễ ha, giống như là à, giờ mình à, nhìn thấy hư không mình nghĩ là không có gì, không có gì mình niệm ra cái chữ mình đặt cái chữ mình đọc thì đúng rồi, vậy thì đây đúng thế dở chứ, mấy cái này mình đâu có chế được mình đâu có niệm không 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 đó, mình chế mình niệm không 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 hoặc là thằng tiếng dỗ của một bằng ta cầm bằng ta dỗ không nghe vậy, nó là không 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 có nghe không nghe không nghe. Đó là mình chế từ bậy từ bạ, cái này là người ta có cái này một đàng hoàng vậy. Sai vậy, sai chữ là sai đúng không? Đấy, mình sai là sai rồi, sai chữ mình sai đúng chưa, phải sửa lại cho đúng chữ. Không phải quan tướng, đúng rồi, không phải quan tướng đâu, quan tướng đúng rồi. Rồi vậy ha, rồi sửa lại ha. Ok, là mình tìm vấn đề một cách chính xác để nó mình không có bị lầm lẫn. Mình cho ai đó, mình trợ cho ai, mình dạy lại cho ta cái mình hiểu lộn chi pháp, mình dạy người ta theo đó luôn, cái thôi rồi xong luôn, mình dắt nguyên một băng đệ tử đi sao Trung Quốc đó mệt nghỉ nữa. Quan tướng là lúc tư thiền sắc giới nè, ví dụ như lấy đề mục đất cái niệm này, một đất là tướng niệm đất cái thời gian cái mình tu tập thiền mình niệm vậy đó. À, trang để cái trước mặt giấy tờ $100 để trước mặt cái niệm đô la à, đó là tướng. Rồi niệm gian nhắm mắt mở mắt rồi nhắm mắt lại thấy nguyên cái tấm đô la hiện trước mặt à, nguyên cái tấm đô la hiện trước mặt nhưng mà nó cũng còn thô tháo à, nó còn nhăn nó còn thô nó vậy, như vậy được gọi là tợ tướng à. Rồi luyện thời gian nhìn trên cái đối tượng đó, luyện niệm riết nó trở nên là trong sáng à, nó phát sáng luôn nó phát sáng luôn, nguyên cái hình ảnh đó là cái vòng tròn gà xí ná bây giờ vòng đất rồi. Nó trở nên sáng chói như vòng như mặt trăng chói một chút tì vết gì đó à, tức là láng bóng sáng chói à, thì cái đề mục đó được gọi là quan tướng à, được gọi là quan tướng. Nó đi tuệ, nó chưa có trí tuệ đâu, nó có trí tuệ đâu,
nó chỉ là những hình ảnh giả tướng thôi, nó hiện là do tâm mình tu tập từ cái đề mục đó, nó phát sanh về thôi, nó phát sanh không phải nó đó là cái cảnh, cái đối tượng nó phát sanh, nó theo cái sự tu tập của mình đó. À, thì nó tiến triển thì tâm mình càng lúc càng định đó, yên tĩnh đó, thì nó phát sanh đó. À, chưa, nó chưa vô định đâu, nó mới theo dòng ngoại thôi, nó là đối tượng mà từ cái casino nó đi vô, từ mình tu tập thời gian nó phát sanh cái ví dụ như mình lấy là một đất, mình tu tập thời gian cái nó phát sanh cái vòng tròn còn sáng trong đầu, nhưng mà nó còn thô, do cái tâm mình cũng còn thô, thấy cả cái vòng tròn nó còn có tì vết lủng lủng, thì mình tu tập thời gian cái vòng đất, cái vòng tròn đất nó bắt đầu nó sáng và rực lên, nó trở nên láng bóng sáng cho do cái năng lực định của mình đó, đúng rồi, do cái năng lực mà tu tập đó. Nhưng mà lúc đó chưa đó, chưa có đắc những gì thì mới niệm thời gian lâu lắm, mình cái niệm vòng tròn hoài đó, tới khi nào mà đắc vô định ra, đắc vô sơ thiền, quốc lần đó mình đắc được sơ thiền, đắc sơ thiền chưa xong nữa, đắc sơ thiền nó vô cái lộ tâm nó mới có một sát na thôi, bụp ngay mất rồi trả lời bình thường. Rồi giờ muốn được là được kéo dài thời gian đó là phải nhập xuất liên tục, phải tu thiền liên tục chứ không phải là mình vẫn chơi vô này, nó khó lắm. Phải nhập xuất, nhập vô cái đề đối tượng đó là nhập xuất hoài cho nó thành thói quen, nó thuần thục, tâm mình nhu nhuyễn dễ sử dụng cho, thì lúc đó mới có thể nhập lâu 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày được, chứ không phải dễ gì mà nhập thiền được không. Nhiều khi mình đắc được xong mình không có chịu tập thuần thục, giống như là mình học cái gì vậy, mình học khi mình hiểu được rồi nhưng mà chưa, mình phải lặp đi lặp lại hoài đó. Cho nó thuần thục nữa. Đúng rồi, thiền sắc giới có quan tứ lên cái khác rồi, ghi là qua ngũ thiền rồi, lên ngũ thiền vô sắc rồi, nó không có sắc nữa, nó vô sắc rồi, nó có sắc rồi quan tứ, đúng chưa? Đấy, ghi là vô sắc rồi thì là sao có quan tứ, quan tứ là sắc rồi. Đó thì cái sự cái giai đoạn mình đi vậy đó, mình đi vậy đó. Chứ không phải là mình nói là mình thấy mình ngồi thiền, giống như ngồi thiền thấy hiện vòng tròn hiện cái giống như có hào quang sáng, cái đó là gì, không phải đâu, tào lao, nó do tưởng tượng hoặc là do mình ngồi là lâu cái tâm mình nó tương đối ổn định chút xíu, mình giống như nó phát sanh cái vấn đề mà mình tưởng vậy thôi, nhưng mà mở mắt ra đâu thấy đâu, có nhiều người ngồi thấy thiền thấy sáng rực xung quanh người, rồi mở mắt ra thì thấy, cái đó là phải, cái đó là giả cảnh thôi chứ không phải thật. Ủa, như tu thiền chỉ ấy, chứ không phải tu thiền quán, tu samadhi chứ không phải vipassana, cả hai luôn này dữ quá. Tính tu đạt tới là vừa thần thông mà vừa là quả nhập diệt thọ tưởng định, nhập xuất niết bàn. Quá dữ. Không phải, mình mở mắt ra cho mình nhắm mắt lại cái quan tứ mình vẫn còn thấy. Rồi mình mở ra nhắm mắt lại còn thấy không? Đó thí nghiệm vậy đó. Tức là cái quan tứ nó hiện trong tâm mình, nó thuộc về cảnh pháp rồi, nó ngoài ngoài. Nhưng mà thử nghiệm coi mình có phải thật vậy. Nhưng mà mở ra thì mình thấy cái dù bật trước mặt cục đất đi. Mình vừa tu thì ăn cái nó phát sanh được cái vòng tròn sáng, thì lúc đó thường thường mình cũng tò mò, người ta mới mở mắt ra dòm cái trái đất lại, dòm mặt đất lại thì nó bình thường lại, nhưng mà nhắm lại cái nó hiện cái vòng sáng, tức là có kết quả, tức là mình đã có kết quả, tu là có kết quả rồi. Xưa nhớ hồi xưa tôi dạy cái lớp cũng trên rung này chứ nào, có cái bà nó vui lắm, bà là học mà phải bay lên mà nghe nói thôi, cái vụ này nó vụ mà có cái vòng tròn sáng mà khoái, không biết lý do sao mà khoái. Mà nghe vòng tròn sáng nói thầy kinh đây chỉ cho tôi về tôi luyện liền cái này thì bây giờ mới luyện cái vòng tròn sáng, mà làm nó cười mà nói nghe mà như dẫn chơi vậy. Mà quý vị nên biết là cái đó nó chả là gì đó, nó chỉ là những cái bước
mình đọc để mà tu vậy thôi chứ không trả lại gì. Nó như là những cái giả tướng như thế chứ không phải thật. Như mình mượn đó tu từ từ để mà tiến bước lên, từ từ để mình thành tựu được cái mới là thiền định thôi. Nhưng mà đắc thiền lắm, đắc thiền vậy chứ. Tại thứ nhất là muốn đắc thiền á, mình phải là người tâm nhân. Đấy à, người tâm nhân tức là người mình sanh ra là phải là đặc biệt khác thường liền. Một người tâm nhân sanh ra là phải có đặc biệt từ nhỏ nữa. À, là đã có đầy đủ tâm nhân rồi, sanh ra cái trí tuệ ta có sự hiểu biết khác thường. À, đó là vấn đề thứ nhất. Thứ hai là phải có là về mà cái vấn đề mà tích lũy về thiền định trong nhiều đời nhiều kiếp mình phải có. Tam nhân cái nhân gì đây mình phải có cái ba la mật mình về thiền á, về thiền chỉ phải giữ văn lắm mới tu tập nói chứ là mình bóp thì biết rồi, rành lắm rồi. Nhưng mà chú quý vị nên biết á, mình á tu tập về thiền chỉ hay là thiền quán nó thích hợp mà không ai biết được cái này đó, khó mà biết được. Bởi vì nếu mình đoán mò được đâu có được, chỉ có Đức Phật mới biết được mình thuộc về thiền nào. Ngay cả ngày Sariputta rồi đó chỉ cho con của Đức Phật là gì đó gì thì nói nghe qua ta này Rahula chỉ mà gặp pháp chỉ còn không đúng theo cái căn tánh rồi Đức Phật mới chỉ lại, Đức Phật mới chỉ là đúng ngày ra đắc đạo được. Bây giờ thấy đâu phải dễ. Cho nên cái vấn đề mà chỉ về mà mình theo một cái gì đó nó cứng nhắc đó, thì chưa chắc gọi là hay, chưa chắc gọi là đúng. Bởi vì thí dụ giờ chánh tâm đã là người từng tu thiền quán trong nhiều đời nhiều kiếp phải không? Mà giờ vô bắt ngồi thiền chỉ thì vô phương, ngồi muôn đời luôn, ngồi vô phương là được. Bởi vì nó thường cận cái duyên của mình, nó đã nhiều đời nhiều kiếp là vậy rồi. Mà giờ bắt mình vô phải theo khuôn khổ tu thiền chỉ thì trời cũng được, tại vì mình đâu có giống cái vốn về cái đó, trong cái tâm mình nó không có cái vốn liếng về cái đó. Giống như một người mà người ta thích về âm nhạc, nói về âm nhạc thôi, ví dụ người ta thích về hát, mà giờ cha mẹ bắt đi học đờn thì không biết chừng nào cho được, làm sao mà học được. Cái người đó người ta ca sĩ mà mình giờ bắt đi học gì đờn piano thì học tới 10 kiếp cũng chưa đờn được, nó phải dễ vậy, nó phải có sẵn trong người rồi. Bởi vì chúng ta thấy có nhiều người sanh ra nhỏ khoảng lớn xíu là biết rồi, là biết được người đó có khả năng là cái gì mà mình cho đúng theo khả năng nó mới phát huy được. Chứ bây giờ nó thích về đàn piano mà mình bắt cho nó qua học guitar thì cũng chặt lắc luôn. Không có dễ đâu, vậy không dễ, mình muốn đi theo làm theo đâu. Cũng như vấn đề tiền chỉ thì quá vậy, mình đâu phải mình nhảy tiền chỉ mình tập mình đắc thêm cái đó, đâu có đơn giản vậy đâu. Thành ra cái khó cái chỗ là làm sao mình phát huy trúng cái sở trường của mình đó. Nó rất là khó, mà phải bậc thánh nhân ta mới thấy được cái này chứ không phải đơn giản, mình đâu có đơn giản mình thấy được. Cho nên khi chúng ta bị cứng nhắc vào một cái gì đó chúng ta lại bị kẹt liền. Ngay cả chúng ta thấy có cái vụ mà bà cư sĩ bắt được Anaham, mấy sư tới nhà bà tá túc để mà tu sao mà bị mấy ổng mới bị bà biết được tâm thì sợ quá. Phải xong cái Đức Phật kêu ông đó dòng trở lại, một vị trở lại thì ông này trả lời là ông khởi ý gì bà biết đó. Bà là thánh tam quả mà bà biết hết, ông muốn ăn gì đem đúng ngày chắc. ông sợ quá, ông sợ quá, ông tính xù giọt nhưng mà không được. Thì đó luôn á, bà mới biết ông này đang hành pháp gì mà cho cái thức ăn đúng theo cái lúc đó, thì ông ăn đúng như vậy đó cái pháp hỷ mới phát sanh được, rồi ông mới thân an lạc, cái tâm mới phát sanh, ông mới chứng đắc được là quả. Chúng ta thấy đơn giản, đâu có đơn giản là mình muốn làm gì mình làm đó. Sao mà ra được
Khó chỗ là phải cái bậc thầy hướng dẫn mình, giống như giờ quý vị nó học vi pháp nè, mấy người học được, có bao nhiêu người học được cái môn này, chúng ta nói thiệt không có chuyện đơn giản đâu, không có đúng, không có đúng hệ, không có, không có đúng chỉ số. Những bữa một chạy tốt giỏi, học nó giỏi mất rồi. À, nhưng khó lắm. Thành ra cái gì cũng vậy, mình phải có một cái sự đúng nghe cái khớp đó, nó mới, mới cái bánh xe nó mới chạy được. Ừ. Ừ, đám này nhóm này thì ngon rồi, nhóm này thì học mà có quan hệ được pháp đặc biệt quá. Có người nghe nói mấy ông này nói chuyện cổ trên bây giờ đó chúng tôi đi dạy về, nhiều khi có những cái mà nó cười nghe nói gì đâu thì hiển nhiên gì đó, siêu thế hiệp thế đó, hiện tại em giờ cứ làm thiện làm phước được rồi, nó gì má nó cao siêu quá mà đâu có được gì đâu, nó đâu tại là nó không có cái vốn đời trước, đúng là nó không có cái vốn liếng, vốn liếng đời trước. Mình nói vậy thành ra mình cẩn thận nha, mình hành mà mình thấy đủ quá là mình phải để ý lại chứ, phải cẩn thận lại chứ, tập hoài uổng công chứ làm gì đó. Bây giờ thử tưởng tượng giờ mình nói về tiếng Anh về ngôn ngữ mà không có khiếu về ngôn ngữ mà bây giờ bắt mình học họ biết chừng nào mới nói được, khó lắm. Còn người ta biết rồi vô sơ sơ là ta làm ào ào liền, nói vậy đó. Là mình mới muốn, chỉ muốn biết thì có phải đúng lúc đúng thời đúng đối tượng đúng hoàn cảnh mới mới biết được. Còn cái gì đây, cái này mà người tâm nhân làm sao biết được, chỉ có Đức Phật mới biết được mình thôi, biết mình thuộc loại nào, hoặc là mình đắc thiền thì mình mới biết được, đắc sơ thiền thì mới biết mình là người, còn tôi không biết đâu. Đừng có nghĩ là mình tu theo bên bà ốc thì mình đắc được thiền chỉ, hoặc là tu bên ngài Upandita thì mình đắc thiền quán, không có đâu, nó tùy thôi. Bây giờ phải có căn cơ của mình đó. Cái khó của bậc thầy dạy thiền là cho nó, thiền sư khó lắm, phải là người đã thấy đọc được tâm chuyển sanh lại vấn đề đó, là vấn đề như vậy. Rồi giờ mình đi tới là biết vậy nha. Rồi tưởng tượng như thôi, biết cảnh ngoại thời không nhất định. Tiếp theo có tâm có 31 tâm, 8 tâm thiện dục giới tình hảo, 8 dục giới tình hảo, 8 duy tác dục giới tình hảo, 8 di tác dục giới tình hảo, 12 tâm bất thiện, 1 kháng y môn, 2 tâm thông, 2 tâm thông. Như vậy là mình có 31 tâm biết cảnh ngoại thời không nhất định. Bởi vì thứ nhất là 8 tâm thiện dục giới tịnh hảo, 8 thiện dục giới tịnh hảo là biết cảnh giới định, biết không? Biết giới định không? Hello, biết luôn, nó biết cảnh giới định luôn, và nó biết cảnh giới định, và nó biết cảnh là chân đế luôn. Cho nên nó biết cảnh ngoại thời không nhất định. Rồi 8 di tác dục giới cũng vậy, rồi bậc A La Hán thì cũng vậy, cũng biết cảnh ngoại thời, biết cảnh chế thực đế đủ thứ ha. Rồi tới bất thiện, 12 bất thiện thì cũng vậy thôi, 12 bất thiện cũng biết cảnh chế định, cũng biết biết cảnh ngoại thời, biết cảnh nội thời, biết cảnh chân đế, biết cảnh thực đế, và nó biết luôn, biết nhiều thứ, cảnh hữu vi nó biết,
cảnh dục giới nó cũng biết, thành ra 12 bất thiện nó biết nhiều thứ. Cái nghi môn cũng vậy, cái tâm là làm việc là xác định cảnh trong lộ ngũ, hoặc là làm cửa, là mở đường cho cái lộ ý môn phát sanh, cho nên nó biết cả thực đế cũng chân đế nó cũng biết, rồi hai tâm thông cũng biết luôn. Ok, thì như vậy tổng số chúng ta có được là nhất định là 61, không nhất định là 31, là mình có 92, đúng không? 92 tâm. Tổng số nhất định 61, tổng nhất định 31 là 92, tổng số lại có 92, đúng không? Rồi, đó là chúng ta học cái cảnh thứ 18, rồi giờ tới cảnh 19. Là cảnh nội phần. Cảnh nội phần 19, cảnh nội phần. Rồi, nội phần là những cái cảnh bên trong, nội là bên trong ha. À, nội phần là bên trong, bên trong ngay cái thân này của mình thì kêu là cảnh nội phần. À, chi pháp còn có tâm, tâm sở và sắc thuộc nội thân. Chi pháp, tâm, tâm sở, sắc pháp thuộc nội thân. Tâm, tâm sở, sắc pháp thuộc nội thân. À, bây giờ tâm, tâm sở, sắc pháp thì mình thường mình được gọi là gì quý vị? Tâm, tâm sở. Mình thường nó gọi, nói chung gọi lại là gì? Chân đế thì đúng rồi, nhưng mà còn có cái danh từ lại không nói. Danh sắc, danh sắc đúng rồi, xa lắm. Hai này gồm lại tâm, tâm sở là danh, sắc pháp thuộc danh, rồi danh sắc. Và danh sắc thuộc về nội thân. Đó là bên trong thân này của mình ha. Rồi, bây giờ cảnh nội phần, biết cảnh nội phần nhất định. Biết cảnh nội phần nhất định, chúng ta có được 6 tâm. Có được 6 tâm. Ba thức vô biên xứ, ba phi tưởng phi vi tưởng xứ, là sáu. Ba thức vô, ba phi tưởng phi vi tưởng xứ. Bây giờ tả thức vô biên xứ, biết cảnh nội nhất định. Cũng vậy, ba phi tưởng phi tưởng xứ, biết cảnh nội phần nhất định. Hai tình nguyện nói được không? Giơ tay cái coi. Ai dám tự là tình nguyện giơ tay trình bày cái này. Rồi, Nguyên Trang lên trình bày, Nguyên Trang lên trình bày coi. Nam Mô Bích Tha Giá, dạ con kính chào thầy Kinh và toàn thể đạo tràng. Dạ, khi mà thầy nói cái ba cái tâm thức vô biên xứ và cái tâm không vô biên xứ, tại sao nó bắt cảnh nhất định? Tại vì ba cái thức vô biên xứ là nó bắt cái cảnh của tâm mà không vô biên xứ làm đề mục, nó chỉ bắt cái cảnh đó thôi, nên nó bắt cảnh nhất định. Và còn cái tâm mà phi tưởng, phi tưởng xứ thì nó bắt cái là bắt cái cảnh của vô sở hữu xứ làm đề mục ạ. Dạ nên dạ con đã nói xong ạ. Nào nếu con nói thiếu thì chỉnh tra sửa cho con ạ.
Hello. Nguyên Như rồi, lên bổ túc coi. Giơ tay lên coi coi, bổ túc coi nói coi. Tập nói cho nó diễn coi. Nguyên Như đâu, chỗ luôn. Mất rồi. Rồi, giơ tay lên. Quý vị khoan nói để cho Nguyên Như lên lý giải. Dạ, cái này nó cũng lục cục lòng hòn, con thử cho thầy để coi có giống con cọp ngay học me không. Khi mà mình thiền, mình lấy ba cái thức vô biên xứ, thì mình sẽ bắt cái cảnh của cái tâm, bắt cái tâm của không vô biên xứ làm đề mục, mà cái tâm không vô biên xứ đó thuộc về về danh, thành ra mình gọi là, mà cái thức vô biên xứ nó chỉ bắt cái tâm không vô biên xứ làm đề mục thôi, nó không có bắt cái tâm khác nào hết á, thành ra mình mới gọi là biết nhất định, biết cảnh nội phần nhất định từ cái phần không vô biên xứ đó chính là danh. Còn về cái ba cái phi tưởng phi tưởng xứ thì nó chỉ bắt cái tâm của vô sở hữu xứ làm đề mục mà thôi, cái tâm nào khác hết, thành ra nó mới gọi là biết cảnh nội phần nhất định, mà cái vô sở hữu xứ nó cũng thuộc về cái danh pháp, thành ra con mới gọi là hai cái tâm, ba cái tâm vô sở hữu xứ và ba cái tâm phi tưởng phi tưởng xứ nó bắt cảnh nội phần nhất định. Có giống ngay hột me không vậy thầy? Dạ con xin xuống ạ. Rồi, còn ai vẫn tốt nữa không? Quỳnh Lý đi, Lý lên, nam lên nha, nãy giờ nữ lên nhiều quá, giờ mình nam lên nói cho con lần nghe. Rồi, mời giơ tay cái coi, nói được không? Hay là đang thâu, không nói được. Hello. Nói ra cho nó hay coi. Bên Ramesi kẹt ha, rồi kẹt thôi, chánh tâm, chánh tâm lên coi, chánh tâm lên nói cho ngon coi, giơ tay lên, rồi mời chánh tâm nha. Dạ, con xin kính chào thầy, con xin kính chào lớp ạ. Tại vì nếu mà ba cái tâm muốn mà thức vô biên xứ thì phải tại vì cái đó cảnh nhất định là vì nó là trong chân đế, nó không phải là tục đế. Vì chân đế thì phải bắt cái tâm mà không vô biên xứ khi mà đã tu tập rồi, thì cái ba cái tâm muốn tu tập ba cái thức vô biên xứ là phải lấy cái tâm mà tu tập xong đã gì của không vô biên xứ làm đối tượng, thì đó mới là nhất định được, tự vì đó là trong chân đế chứ không phải là tục đế, cũng xem như là ba phi tưởng phi tử. Muốn tập thì phải đắc cái vô sở hữu xứ, vì cơ ba cái phi tưởng phi tưởng xứ là trong cái chân đế, thì phải có đề mục của cái tâm của sở hữu xứ đã diệt rồi thì mới lấy làm đề mục, đó mới gọi là mới tu tập được, thì đó mới là biết cảnh nhất định. Dạ con xin xuống hết ạ. Rồi bây giờ thêm một người nữa nha, một người bên giờ đại diện nhóm tre đi, nhóm tre là mời một người đại diện bên nhóm nó bên tre lên nha, ai cũng được. Quý vị nào bên đó giơ tay coi, bánh đồng tiều giơ tay coi, rồi nguyên nhóm đó mà nó nói không hay nữa. Rồi nhóm bên bên tre giơ tay coi. Rồi ok mời. Dạ kính chào thầy và cả lớp, con xin trả lời câu hỏi này thì giải thích lại thì nó cũng giống như mấy anh chị thôi, nhưng mà con xin nói lại là cái tam thức quân sứ bất cả nội phận nhất định là nó chỉ bắt cái tâm
không vô biên xứ làm đề mục thôi. Và cái tâm phi tưởng, phi tưởng xứ thì cũng chỉ bắt cái tâm vô sở hữu xứ làm đề mục. Nó chỉ vậy thôi, cho nên nó gọi là bắt cảnh nội phần nhất định. Dạ, nó xin xuống. Dạ thưa thầy, Nguyên Như có một cái chỗ Nguyên Như muốn hỏi thầy là khi mà tụi con dùng cái bắt tâm không vô biên xứ thì nó đủ chưa, hay là tụi con phải nói là bắt tâm vô biên xứ đã diệt, hay là phải bắt tâm vô sở hữu xứ đã diệt, nói vậy cho nó đúng luôn hả thầy? Hay là tụi con chỉ nói một nửa là bắt tâm vô biên xứ là đủ hiểu thưa thầy? Dạ con xin xuống ạ. Rồi, nghe rõ chưa? Là chưa nắm được pháp rõ ha, cái gì chưa nắm, đâu có nói là bắt không vô biên xứ đã diệt được. Nếu mà nói bắt không vô biên xứ diệt á, thì nó thuộc về cảnh gì? Thuộc về cảnh gì? Cảnh thuộc về cảnh quá khứ, thuộc về cảnh quá khứ chứ sao kêu cảnh nội phần nữa. Đây mình đang học với cái phần cảnh nội phần. Cảnh nội phần là như sao? Nãy giờ nói đúng không đúng? Tức là bởi vì bắt cái cảnh nội phần, tức là bắt cái tâm của chính mình mới là nội phần được. Bây giờ vô không vô biên xứ, bắt cái thức y thức vô biên xứ, bắt cái không vô biên xứ, tức là bắt cái tâm của chính mình để mà tu tập thì mới gọi là cảnh nội phần được. Còn mình nói cái nó diệt mất là thuộc về cảnh quá khứ, nhảy tuốt qua bên cái phần kia rồi. Đúng chứ? Hiểu rồi, không hiểu rồi. Bây giờ nó khó chi tiết chút xíu mà mình mới biết là vô biên xứ này bắt cái tâm biên xứ của chính mình thì mới kêu là nội phần. Rồi phi tưởng vô sở hữu xứ của chính mình thì mới là nội phần nữa, như bắt cái là diệt thì nhảy tốt lốt qua cái cảnh quá khứ này. Rồi nắm được không? Chính xác học nguyên pháp rồi phải chạy đó chật, mà lật cái là đi qua khác rồi. Giống như mình bắn mũi tên không, bắn vô cái hồng tâm mình bắn lật qua chứ mình đã chặt rồi, bắn ngay chính xác. Đó là cái chúng ta thấy khi mình học thời gian nguyên pháp là cái tâm mình nó nhạy bén ghê. Chính hệ trật lên mà mình hơi trật trật mình thấy liền à, mình thấy hơi có cái vấn đề và cái suy nghĩ của mình về cái pháp nó hơi có vấn đề, mình thấy nó hơi bị cái gì đó, là mình biết là không đúng rồi đó. Phải rà lại suy xét là không hiểu, mình phải đi lột sạch chú giải này chú giải kia coi để mà phá được cái lá chương thôi. Hiểu trật lắc mệt cũng mệt nghỉ luôn á. Vấn đề chúng ta cần phải biết như vậy ha. Rồi nắm được ha, nắm được cái cảnh nội phần mà biết nhất định ha. Cho cái mũi tên đi, cho cái bông đi. Rồi xa thú ha, nắm được ha. Ok rồi, biết cảnh nội phần không nhất định, phát triển được là đúng rồi đó. Biết cảnh nội phần không nhất định có 56 tâm. Năm mươi bốn tâm dục giới cộng 2 tâm thông. 54 tâm dục giới cộng 2 tâm thông. Cái này thì dễ hiểu ha, 54 tâm dục giới là mình biết ha, là nó biết cả phần và nó biết luôn cảnh ngoại phần luôn. Nó biết cả hai chứ không phải nó chỉ biết nội phần không, cho nên được gọi là biết không nhất định. Và hai tâm thông cũng vậy, cũng biết cả hai nội ngoại luôn ha. Thì về tổng cộng mình có là nhiêu? Tổng cộng là nhiêu? Sáu mươi hai tâm rồi, ok, tổng cộng mình có 62.
À, đó là cảnh nội phần 6 cộng 5 6 6 2 đúng rồi, chính xác ha. À, bây giờ vô cảnh 20 là cảnh ngoại phần. Đấy, nội đó bên bên ngoài ha. Đấy, bên bên nội giờ ra bên ngoài. Cảnh ngoại phần. Bahittha Ramana. Nội với thăm ngoại ha, giờ anh chân tâm. Chứ bị thăm nội không thăm ngoại, ngoại giận. Cảnh ngoại phần. Rồi, chi pháp ngoại phần là cảnh ngoại thân mình, là kêu là cảnh ngoại phần, là phía ngoài không, không có nằm thuộc trong thân, kêu là cảnh ngoại phần. Chi pháp là tâm, tâm sở, sắc pháp, ngoại thân. Tâm, tâm sở, sắc pháp. Tâm, tâm sở, sắc pháp, ngoại thân. Rồi, biết cảnh ngoại phần nhất định có 58 tâm. Mười lăm tâm sắc giới. Ba không ba vô sở hữu xứ. Tuy siêu thế. Rồi, đó là biết cảnh ngoại phần nhất định. À, thì đó là... Ủa, 61 hả? Cộng chặt như này hoài. 15, 40, 15, 55, 58, 61 nha. Gọn cho gọn cái 58. Cộng hay quá. Học riết điên. Học quá điên luôn. Rồi, xong mất tâm không? Ok. Rồi, bây giờ 15 tâm sắc giới, biết cảnh ngoại phần. Bởi vì sao? Bởi vì nó chỉ biết cảnh tục đế, nó biết cảnh chế định thôi. Mà chế định thuộc về ngoại thời, nãy mình học. Thì ngoại thời thì cũng có thể xếp vô cảnh ngoại phần luôn. Tức là thuộc về ngoại thân luôn. Cảnh ngoại thời. À, thành ra nó thuộc về cảnh ngoại phần luôn là 15 tâm sắc giới. Được xét vào cảnh ngoại phần nhất định. Rồi ba không vô biên xứ, à, cũng vậy, cũng biết cảnh ngoại thời luôn, à, biết cảnh ngoại phần luôn. Ba vô sở hữu xứ cũng vậy luôn, giống như nãy mình học rồi ha. Rồi 40 thế thì cũng vậy luôn, cũng biết cảnh ngoại phần là cảnh nhất bàn. Nhưng mà bây giờ chúng ta để ý phần mà cái mà 40 tâm siêu thế đó, để ý cái này. À, 40 tâm siêu thế là biết cảnh nhất bàn. À, biết cảnh nước bàn cho nên mình được xếp nó vào cảnh ngoại phần, nó là thuộc ngoại phần. Nhưng mà mình nói vậy nói để cho hiểu thôi, chứ thực sự nước bàn á, thì mình nói, nếu mà nói là nước bàn, có nhiều người ta cho nước bàn là bên trong tâm mình, là bên nội phần. Nói vậy cũng được, bởi vì nếu mà nội phần của mình thì nó có sanh có diệt, nó thuộc pháp hữu vi. À, nội phần của mình cái sắc pháp danh pháp này kia thuộc hữu vi pháp, thì nó ở bên trong mình được, nói vậy cũng trật. À, còn mình nói bên ngoài thì cũng trật luôn, ngoài là ở đâu? Nếu như nói nội cũng được, ngoài cũng được. À, cho nên cái cảnh niết bàn này cái xếp vào đâu được đó, mình không thể xếp cũng hay ngoại phần. À, niết bàn là một pháp một thuộc loại mà chỉ có người mà chứng đắc được mới thấy được vấn đề này, mới cảm chứng ngộ được cái niết bàn đó. À, tức là nó vượt ra ngoài thời gian luôn. À, đó là cái mà chúng ta thấy là đặc biệt, cái đó là chỉ có giáo pháp của Đức Phật mới có cái vấn đề này, còn ngoài ra là chúng ta đều trong thuộc về nội nội trong hiện thế trong thời hết. À, thì mình phải nói rằng là Niết Bàn là cảnh là phi nội phi ngoại. Phi nội phi ngoại,
phi thời gian, phi thời gian, phi không gian. Đặt lỗ thế giới. Muốn nói sao nói sao cho đúng, là nó nhiều chữ lắm, ngôn ngữ. Nói là trong cũng được mà ngoài cũng được, ngoài cũng xong ngoài cũng được luôn. Đó là biết nhất định ha, là cảnh ngoại phần ha, có 6 món tâm. Rồi biết không nhất định có 56 tâm, biết không nhất định có 56 tâm. Năm mươi bốn tâm dục đấy, cộng hai tâm thông. Năm mươi bốn tâm dục giới, cộng hai tâm thông. Rồi, hay dễ hiểu không? Năm mươi bốn tâm dục giới. À, biết nội, biết ngoại luôn ha. Nó biết tùm lum. À, rồi, như vậy là mình đã hiểu hết ha. Tới năm mươi bốn tâm giới là mình hiểu rồi ha. Không có gì thắc mắc hết. À, nội ngoại hai bên. Thì nó biết tổng cộng là mình có nhiều. Trăm mấy? Dữ hả? 117 tâm, wow. 117 đúng rồi, 117 tâm. Rồi. Rồi, đây mình nói sơ lược về cái vấn đề Niết Bàn như vậy ha. Niết Bàn muốn chứng đắc được Niết Bàn nó có ba cái đặc tướng của nó, tức là có ba cái loại. À, thứ nhất là nó kêu là vô tướng Niết Bàn. Vô tướng là không tướng, vô tướng Niết Bàn tức là cái người mà thực hành thiền quán về cái vô thường của danh sắc, tức là cái cũng là dựa trên danh sắc nha, dựa trên tâm sở và sắc ha. Dựa trên danh sắc mà tu quán về sự vô thường của danh sắc. Vô thường là danh sắc là sanh diệt ha, chứ nó không có cái gì đó mà trường còn, nên được gọi là vô tướng Niết Bàn. Không có cái thật tướng, nó không có cái gì là thật, nó là danh và sắc thôi, nó không có thật. Đó, cho nên được là quán tướng vô thường của danh sắc để mà chứng đắc được cái đạo quả thì được gọi là vô tướng Niết Bàn. Là quán về cái không thật, gọi là vô thường á, là vô thường tướng, là cái tướng không thật thì được gọi là vô tướng Niết Bàn. Rồi cái thứ hai là cũng lấy trên danh sắc này mà ta tu tập, tức là người ta quán về cái sự khổ của cái danh sắc này, là vô nguyện Niết Bàn. Cái thứ hai là vô nguyện Niết Bàn, bởi vì thực hành pháp quán ta thấy được cái sự khổ của danh sắc, mà khổ rồi thì mình đâu có nguyện được khổ, nguyện khổ chi, cho nên được gọi là không nên coi như là biết, thì được gọi là vô nguyện. Dựa trên danh sắc này, thấy cái danh sắc này nó là vô thường cho nên nó khổ. Đức Phật cũng có nói này Ananda, tất cả pháp hữu vi là thường hay vô thường? Ananda và Bạch Thế Tôn là thường, là vô thường. Thì Đức Phật nói vậy, vô thường là khổ hay là lạc cái vô thường? Thì nè, nó già vô thường là khổ, cho nên chúng ta thấy mà khi mà quán về cái danh sắc mà về cái sự khổ thì người đó chứng đắc được đạo quả, được gọi là vô nguyện Niết Bàn, cũng dựa trên cái danh sắc này. Rồi tới cái thứ ba là không tánh Niết Bàn. Không tánh Niết Bàn tức là người tu tập thì quán về cái sự vô ngã của danh sắc. Thấy danh và sắc này nó chỉ là những cái nhân duyên cấu tạo thành, nó không có thật. Nó là không có cái ta, không có cái tôi, không có cái linh hồn trường cũ gì trong đó, không có quán xét sâu và chia rẽ tất cả các pháp ra, nó là sự vô ngã, nó không có cái chân tánh thật sự, nó không có gọi là trường cũ bất biến, nó là vô ngã, cho nên đạt được cái gọi là không tánh Niết Bàn. Thì đó là ba cái mà này cũng dựa trên danh sắc để mà chứng đắc được gọi Niết Bàn. Do nương nơi ba cái này, nương nơi những cái đặc tính này, nương nơi danh sắc mà mới có, mà cho Niết Bàn nó mới hiển lộ. Khi mà nương vào ba cái tướng này mà tu tập, nó hiển lộ được cái Niết Bàn, thì do thấy chứng ngộ được
Niết bàn, cho nên niết bàn thật sự chỉ có một mà nương từ ba cái vô thường khổ vô ngã này mà thành tựu được chứng ngộ niết bàn hiển lộ được. Đó là cái vấn đề chúng ta thấy có cái đặc biệt như vậy. Đâu có tính tấn đoạn này, vấn đề là khác rồi, nó qua cái chi phần khác. Vô tướng vô nguyện không đánh để mà thành tựu được giải thoát niết bàn. Niết bàn hiển lộ là do ba cái tướng này. Rồi để mà học tới cái cảnh cuối cùng là cảnh 21 ha. Cảnh nội ngoại phần. Cảnh nội ngoại phần. Cảnh nội ngoại phần. Rồi. Cảnh nội ngoại phần là thật sự là nó không có thật. Đó là hai cái ghép lại thôi. Nội ngoại ghép lại, hai cái ghép chung lại thì kêu là cảnh nội ngoại phần. Chi pháp là tâm, tâm sở, sắc pháp, nội ngoại gom lại mà có. Tâm sở, sắc pháp, nội ngoại gom lại mà có. Gom lại mà có à, tức là tâm sở pháp gom lại, tức là gom lại cả nội thì mới được gọi là cảnh nội ngoại phần. Thí dụ như cái thần kinh nhãn mình là ngoại cái gì, thần kinh nhãn là thần ngoại, nội đúng rồi, thần kinh nhãn nghĩ là nội thân rồi thì thuộc về nội phần. Đúng ha, chính xác ha, mình trả lời là mình mới thấy được chính xác ha. Rồi cảnh sắc à, đối tượng của thần kinh nhãn là nội ngoại. Ngoại, đúng rồi, xa thú. Rồi, do hai cái này nè, do cảnh sắc xúc chạm vô cái thần kinh nhãn, nó phát ra nhãn xúc. Vậy nhãn xúc là gì? Nhãn xúc được xếp vô gì? Ngoại luôn, Thiên Trang giỏi quá, dạo này giỏi kinh hồn luôn ha. Này chắc sắp làm tung màn cho mình nội ngoại hai bên luôn ha. Rồi như vậy nhãn xuất là nội ngoại luôn, bây giờ giữa hai cái thì nó biết hai cái luôn. Rồi như vậy đó là chúng ta thấy nội ngoại là do góp của hai cái đó vô rồi nó mới đặt ra cái thứ ba là nội ngoại phần, chứ thực sự nó không có. Rồi, rồi giờ biết cảnh nội ngoại phần nhất định không có, biết cảnh nội ngoại phần nhất định là không có. Rồi nó không có, nó không có cái tâm nào mà cảnh nội ngoại phần nhất định nữa. Tại vì nó này chỉ là mình do hai cái gom lại thôi, thành ra không có nói được ha. Rồi biết nhất định có năm sáu tâm. Biết không định có 56 tâm, 54 tâm dục giới cộng 2 tâm thông, 56, 54 tâm dục giới cộng thông là 56. Rồi, tổng cộng thì mình cũng có 56, tổng có 56 tâm. Còn có 56. Dụ thêm. Thêm bài ra giờ ví dụ giờ Nguyên Như đứng trong nhà là nội hay ngoại? Nếu như đứng nhà nội ngoại là nội ngoại còn bên là ngoại, đứng nhà nội chứ sao ngoại được, đứng nhà nội là Nguyên Trang ở ngoài đi tới
À, Nguyên Như thấy Nguyên Trang tới, Nguyên Trang còn nội ngoại. Nguyên Trang tới, đứng ngoài đi tới, nội ngoại. Ngoại. Rồi giờ Nguyên Trang tới gặp Nguyên Như, hai người đứng. Nguyên Trang như vừa mất tới, hai người nhau gái là nội ngoại. Người đó nội ngoại hai bên luôn, bước chưa tới cửa hai người gặp nhau sáp vô nội ngoại hai bên. Cũng may là Nguyên Trang gặp Nguyên Như là ôm vô cái nội ngoại hai bên, gặp ông khác cái mệt á. Nội ngoại hai bên cái này cũng mệt lắm. Rồi, như vậy là chúng ta học được tới cái phần cuối cùng của cái cảnh ha. Cuối cảnh là phần chứ mấy nãy học mấy bên rồi. 10, học cũng nhiều ha. 18 tới 21 ha. Hai bên. Nội ngoại hai bên này xong cái nó ra thêm cái nội ngoại hai bên khác nữa mệt lắm. Thì đây cũng như vô tay hả? Rồi mời cũng như. Thưa thầy, ngoài cái chỗ mà về cái ngũ song thức với lại cái đi ở ngoài đi ở trong, thầy còn có một cái ví dụ nào khác không thưa thầy? Dạ con xin xuống ạ. Thì đó, mới ví dụ xong thì ví dụ khác quá, như Nguyên Trang gặp nhau hay là muốn gặp ai? Muốn gặp ai khác nữa? Gặp chánh tâm là mệt rồi. Gặp chánh tâm là mệt. Bây giờ lỗ tai đi, giờ thí dụ tai đi. Lỗ tai mà thần kinh nhĩ thì luôn nội ngoại. Thần kinh nhĩ là nội ngoại. Alo. Thần kinh nhĩ là nội hay ngoại đây? Nội, đúng rồi. Bây giờ nghe cái tiếng đàn, ha, tiếng đàn đàn là tăng 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 thì nội ngoại. Ngoại. Rồi bây giờ tiếng đàn nó xúc chạm vô thần kinh nhĩ thì cái nhĩ thức sẽ lên thì nội hay ngoại? Nội ngoại hai luôn, đúng rồi đó, vậy cả hai luôn. Mình xếp vô cái này đó là hai cái nhập vô thì kêu cả hai nội ngoại hai bên luôn đó. Vậy là hiểu không, nắm được không? Vậy là. À, rồi, như vậy là mình đã học xong cái nhóm F từ 18 tới 21 và dứt điểm cái phần 21 cảnh. Không phải tâm thiền, dứt điểm 21 cảnh. Rồi, khi mà đã dứt điểm 21 cảnh này là chúng ta đã bước qua một cái giai đoạn rất là căng thẳng, giai đoạn cảnh này rất là khó, rất khó học. Chúng tôi cũng nghĩ là nhiều khi quý vị tới đây chắc phải bỏ cái môn này quá, bỏ cái bài này, cái bài này thấy uổng quá, bài hay quá bỏ uổng, thấy ráng lết quý vị rồi xong cũng qua được, mình cũng phá được cái cản rào cản trở của cái bài này ha, cũng thành tựu được xong rất là xa thú. Rồi thì tới là tuần tới là chúng ta đi tới cái phần về quách thú, là về căn vật, cũng một bài cuối cùng của cái nhóm căn cảnh đối tượng rất là quan trọng, rất là khó. Đừng khó nha, ok rồi, khó cũng ráng nốt tới bài nào khó, chậm là quý không, nếu không hiểu nữa thì mình lặp đi lặp lại nữa, lặp tới lui cũng hiểu à. Nhiều khi có nhiều cái khó quá cái mình thôi cho qua luôn, thông qua rồi. Thông qua ổn lắm. Rồi cái ráng đi, cái từ từ không hiểu cái mình ôn lại đâu mà học ha. Rồi lên đi. từ từ ok. Rồi mời quý vị lên nha. Mình như vô đây. Dạ kính thưa thầy, kính thưa lớp học, ngày hôm qua đó tụi con vô trong lớp, lúc đó cũng có thầy kinh ở đây, thì tụi con học được cái vụ mà cá xí ná đó, dạ không phải cá xí ná mà là 32 thể trược có thưa thầy, thành ra hôm qua tụi con
con cũng chỉ là làm sao mà học được cái đó, tự nhiên đứa nào cũng ham học cái chỗ đó. Thì con có liên lạc với anh Chánh Tâm, anh Chánh Tâm nói là ảnh biết cái lắm, thành ra ảnh muốn một hồi á, ảnh mới mở cái room Nguyên Như Kỳ Duyên để ảnh nói con nếu mà có bạn nào muốn biết thêm thì ảnh sẽ vô ảnh chia sẻ. Xong rồi anh Chánh Tâm muốn mời thầy Kinh vô luôn để có gì tụi con học lại một cái bài cái chỗ đó, gọi là special edition á thưa thầy. Thành ra anh Chánh Tâm rất là hoan hỷ, ảnh muốn lên, nhưng mà bây giờ của lớp này thì đó thì là nó trễ quá rồi, chắc là mời mọi người ăn uống một chút xíu, có thể là một tiếng nữa thì có thể đi vô trong Nguyên Như Kỳ Duyên. Nếu mà bạn nào muốn vô thì mình vô mình học, coi như là mình trao đổi kinh nghiệm. Dạ. Có tự gì ngày hôm qua đó con cũng nghe ngài Liễu Tông nói đó thưa thầy Kinh, là nếu mà mình học cái này á thì mình có thể đắc sơ thiền tới tứ thiền, rồi mình cũng đắc đạo được luôn. Thì anh Lý cũng confirm như vậy. Thì mà anh Chánh Tâm nói cái này á, là chỉ là maximum the sơ thiền hoặc là cận định thôi. Thành ra cái này cũng là một cái debating. Nếu mà được á, Nguyên Như thấy bây giờ đó là 11 giờ, có thể là 12 giờ mình start. Ok, 12:30 hả? Nếu mà mọi người 12:30 thì ok. Như vậy Kevin có thể mở lớp được không Kevin? Kevin đang làm admin nè, Kevin giơ tay lên nha, Nguyên Như xin xuống ạ. Nam Mô Bụt Đà, dạ mở lớp được lúc 12:30 ha. Ok. Sẵn con lên đây con xin hỏi thầy luôn về cái câu hỏi về cái bài học tuần vừa rồi. Thì bài học tuần vừa rồi mình có nói về cảnh hiện tại và cảnh quá khứ, cảnh hiện tại và cảnh vị lai, xin lỗi, cảnh hiện tại và cảnh vị lai. Thì con cứ thắc mắc là ba tâm quán sát thì nó biết cảnh hiện tại, nhưng mà con không hiểu tại sao mà nó có thể biết cảnh vị lai. Dạ con xin thầy cho con ví dụ cái này cho nó rõ thêm. Dạ, cảm ơn thầy. Rồi, cảm ơn thầy đó. Rồi, trước tiên là nói về cảnh quan tâm quan sát vị lai, những quý vị đoán thử ra tại sao biết được. Alo, ai đoán được không? Ai được không? Vì sao? Biết được không? Tưởng, mình tưởng đúng, ai biết cho tưởng. Bây giờ mình ngồi mình tưởng. Là coi như giờ Nguyên Trang ngồi là tưởng tượng là kiếp sau mình sanh về cõi trời mình làm tiên nữ, trong quan sát nó biết chứ, cái bộ tình tâm nó vẫn phát sanh nữa, nó vẫn đi theo cái tưởng nó biết được chứ. Mình đang tưởng mình đang là tiên nữ, mình bay nên cõi trời đó lại đó. Rồi cái gặp hai ông tiên nam cho nó không có dành nha. Tại vì Nguyên Trang sanh lên cái trên đó cái, ở chính giữa, đứng chính giữa hai ông đó. Đó thì ông bên trái ông giành của ổng, cái ông bên phải ông giành của ổng, hai ông giành qua giành lại không được. À, cái kéo là vua trời để thích. Em vua trời để thích xử không? Em vua trời để thích ông xử. Em nói nếu cô tử Nguyên Trang mới sanh lên cổ quay mặt cổ nhìn về hoặc là cổ ngồi về hướng của cái ông trời bên tay trái á, thì là của ông đó. Nếu mà ông quay cổ quay về phía bên tay phải của ông này thì là của ông này. À, mà còn nếu mà không quay về bên nào, ngồi chính giữa, không quay về bên nào, không hướng bên nào là của tôi. xử gọn gàng, không nhìn ông nào là của tôi. Hai ông đừng có giành này là của chậm á. Đó, rồi tưởng tượng xong cái giật mình thức dậy mừng quá, tưởng mình lên làm vợ được vua sắc cá, làm vua trời đâu, ai già đó cái bịch xuống đang nằm thức. Đó, rồi tâm quan sát được hết. Đó, rồi mình nằm mình tưởng ghê, nó cái tâm mình tưởng rồi tâm quan sát nó quan sát hết, nó biết hết. Rồi nhiều khi tưởng tượng còn biết thiệt luôn chứ, còn nghĩ là chắc hy vọng sẽ có sự thật, hy vọng tương lai sẽ thành sự thật. Cố gắng làm phước đủ thứ, nguyện làm vợ của trời để thích. Mơ mệt lắm,
Rồi, đó là cái vấn đề được ha, Gavin, ok ha. Rồi giờ tới vụ chánh tâm, lát chúng ta sẽ được nghe là thiền sư chánh tâm chạy về đề mục gì đó đó ha. Lát vô nghe gọi thiền sư chánh tâm giải thích sao nha. Rồi rất là xa thú ha, chánh tâm nó đi thiền bên thường thiền bà ốc hay bà ao vậy đó. À, không bao nhiêu lâu và chánh tâm lên biết gì cứ tự nhiên ha. Mình trình bày tự nhiên tự nhiên thoại bài theo khả năng mình và thứ nhất là mình lên trình bày pháp á, mình cẩn thận nha, nói dặn trước nha, dặn trước vấn đề này không phải chuyện đùa nha. Rồi nói pháp mà nếu mà mình nói theo đúng chánh tạng, đúng chú giải thì mình nói đúng theo đó, còn nếu mà theo ý riêng mình á thì mình nên nói là do cái ý của mình thôi. À, ý của mình nó vậy đó, hoặc là do cái cách mà để mình tránh được cái khẩu nghiệp ha. Nhưng thôi mình dính vô khẩu nghiệp vụ này mệt xỉu á, nhiều đời nhiều kiếp là phiền não ghê lắm, cho nên là cẩn thận, nó chia sẻ thôi, chia sẻ cái khả năng của mình, riêng cái suy nghĩ riêng của mình thôi, để mình tránh được cái nghiệp quả. Bởi vì nghiệp quả nó không thay ai đâu. Giờ ở đây mình nói trật hay đó thì em tha thông cảm không? Ai cũng biết nghiệp là nó quất nghiệp là nó quất mình te thôi, cho nên mình chỉ chia sẻ những gì mình của mình thôi, của riêng mình thôi. Đừng có nói đây lãnh pháp mà trong chánh tạng chú giải chắc mệt nghỉ luôn. Rồi giờ ha, chúng gặp nhau ha. Rồi do cái phước ba học từ ngày hôm nay, nguyện cầu cho tất cả luôn được thoát khỏi bốn đường ác đạo, thoát khỏi cảnh khổ và sanh về đàn vui hạnh phúc, mà sớm thành tựu chánh trí chứng ngộ niết bàn, đồng đều nhau khả thể. Bao tu sáp ba măng ga lăng ra khăn tu sáp ba đê ba ta sáp ba bút ba về na sa ra sát thi ba văn tu tê. Bao tu sáp ba măng ga lăng ra khăn tu sáp tất cả hạnh phúc hằng có trên người, cầu xin chư thiên hộ trì trên người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi từ